Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự cấp huyện ngày 4 tháng 4 của Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc. Chương trình có những tin chính sau đây. Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phúc Yên tổ chức hội nghị lần thứ 33. Công an thành phố Vĩnh Yên và Sông Lô biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015. Tam đảo với phong trào thể dục thể thao của chúng. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng ngày 3 tháng 4, Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Phúc Yên tổ chức hội nghị lần thứ 33 để thảo luận, nghe, báo cáo công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, nghe và cho ý kiến và dự thảo báo cáo chính trị trình đại hội Đảng bộ thị xã nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng chí Khổng Sơn Trường, tỉnh ủy viên, bí thư thị ủy, chủ trì hội nghị. Trong nhiệm kỳ 2010-2015, tăng trưởng kinh tế trên địa bàn thị xã đạt gần 8,5% một năm. Công nghiệp xây dựng chiếm trên 90%. Thị xã đã tập trung chỉ đạo hoàn thành quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế xã hội đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Tập trung đầu tư xây dựng cơ bản và các công trình phúc lợi, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch. Trong 5 năm qua, các chính sách xã hội trên địa bàn thị xã được triển khai kịp thời, có hiệu quả. Công tác cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm được triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ thị xã cũng đã chỉ rõ những nguyên nhân, hạn chế, yếu kém cần khắc phục trên các lĩnh vực để hoàn thành tốt các phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2015-2020. Ủy ban Nhân dân huyện Lập Thạch vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm tiến độ thực hiện kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ủy ban Nhân dân, cán bộ địa chính các xã thị trấn báo cáo về việc thực hiện kiểm kê đất đai trên địa bàn, đồng thời thảo luận đưa ra những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện để tìm cách tháo gỡ, giải quyết. Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện yêu cầu các địa phương cần phải đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức thực hiện để kiểm soát chặt chẽ kết quả điều tra kiểm kê thực địa, nâng cao chất lượng thực hiện, khắc phục hạn chế tồn tại của kỳ kiểm kê trước. Phân công cán bộ phụ trách các xã luôn bám sát cơ sở, nắm rõ những khó khăn vướng mắc để có biện pháp giải quyết kịp thời. Các cơ quan cần phối hợp với đơn vị tư vấn để thực hiện việc kiểm kê đất đai và xây dựng bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014. Nhân dịp lễ Phục sinh năm 2015, ngày 3 tháng 4, đoàn lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Vĩnh Yên đã đến thăm và tặng quà nhà thờ xứ Vĩnh Yên, họ giáo An Định và một số hộ giáo dân tiêu biểu thuộc các họ giáo trên địa bàn thành phố. Lễ Phục sinh theo đạo Thiên Chúa giáo là lễ mừng Chúa Giêsu sống lại sau 3 ngày bị đóng đinh trên thập tự. Lễ Phục sinh cũng là lễ mùa xuân mang lại hy vọng và sự tái sinh, mừng sự trở lại của mùa xuân sau những tháng lạnh giá. Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố đã tặng hoa chúc mừng các linh mục và các hộ giáo dân trong ngày lễ trọng đại, đồng thời mong muốn các linh mục và đồng bào giáo dân sẽ thực hiện đường hướng hành đạo, sống phúc âm, phục vụ Tổ quốc, tuân thủ pháp luật, gắn bó với dân tộc. Hưởng ứng và tham gia tích cực các phong trào thi đua yêu nước, góp phần xây dựng Vĩnh Yên ngày càng giàu đẹp, văn minh. Công an thành phố Vĩnh Yên vừa tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015. 5 năm qua, Công an thành phố Vĩnh Yên đã triển khai phong trào vì an ninh Tổ quốc trong toàn đơn vị nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ giữ gìn, bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc hàng năm được gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phong trào Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, tạo động lực giúp Công an thành phố hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. 5 năm qua, Công an thành phố đã mở 12 đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra làm rõ 486 trên 636 vụ án, với trên 800 đối tượng phạm pháp hình sự, thu hồi tài sản trị giá trên 9 tỷ đồng. Tiến hành tuần tra kiểm soát gần 9.600 ca, phát hiện lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính trên 42.000 trường hợp, với số tiền trên 20 tỷ đồng, góp phần đảm bảo trật tự an toàn giao thông. Trong 5 năm thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc, đã có 90 tập thể và 227 cá nhân được các cấp khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trên các mặt trận công tác và rèn luyện. Tại hội nghị, 4 tập thể, 8 cá nhân được nhận giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015.
Công an huyện Sông Lô cũng vừa tổ chức biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015. Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công an huyện tập trung chỉ đạo phát động phong trào đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị, công an các xã, thị trấn bằng những hành động thiết thực, gắn với thực hiện tốt 6 điều Bác Hồ dạy công an nhân dân và học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ. Hàng năm, công an huyện thường xuyên triển khai các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức, các tụ điểm tệ nạn xã hội, tội phạm ma túy, buôn lậu. Công tác đảm bảo an toàn giao thông đã đạt được mục tiêu 3 giảm. Công tác điều tra, xử lý, bắt giam giữ tội phạm được thực hiện đúng các quy định, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Tại hội nghị, 14 tập thể, 30 cá nhân được tặng giấy khen của Giám đốc Công an tỉnh và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện vì có thành tích xuất sắc trong phong trào vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010-2015. Phần tiếp theo của chương trình, mời quý vị và các bạn gặp gỡ thầy Tạ Đa Kế, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Sơn. Thầy là điển hình tiên tiến tham dự hội nghị điển hình tiên tiến huyện Lập Thạch lần thứ tư, vừa diễn ra vào ngày 3 tháng 4 năm 2015. Nuôi ước mơ trở thành một nhà giáo, tiếp nối truyền thống của gia đình, sau khi rời mấy trường sư phạm, thầy giáo Tạ Đa Kế về dạy trường Trung học cơ sở Ngọc Mỹ. Dưới bàn tay dìu dắt của thầy, nhiều em học sinh đã đạt học sinh giỏi các cấp. Nhiều năm liền, thầy là chiến sĩ thi đua và là giáo viên trẻ đầy triển vọng. Năm 2009, sau một thời gian phấn đấu, thầy tiếp tục được bổ nhiệm chức vụ hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quang Sơn cho đến bây giờ. Nhận nhiệm vụ ở trường mới với nhiều khó khăn, thiếu thốn, thầy Đa đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo để đưa chất lượng giáo dục của nhà trường đi lên. Cái quan trọng nhất đối với người hiệu trưởng có lẽ là, theo tôi là anh đã biết động viên mọi người và phân công công việc để cho nó phù hợp với cái năng lực chuyên môn của từng người, để cho họ phát huy được cái thế mạnh của họ, cho học sinh, cho cái công việc chồng người mà mỗi người đều lựa chọn. Bên cạnh việc nâng cao chất lượng cho nhà trường, thầy còn tích cực đầu tư xây dựng cơ sở vật chất và xây dựng nhiều hoạt động hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn đến trường. Thầy tích cực vận động các nhà hảo tâm tài trợ quần áo, sách vở, phương tiện đi lại cho các em. Cho các em mượn sách giáo khoa để học tập. Mỗi năm dành từ 10 đến 15 suất quà tặng cho các em vào dịp Tết Nguyên đán. Tôi xác định rõ cái vai trò trọng tâm là một người giáo viên với cái tính tự chủ, tự chịu trách nhiệm với những cái phần công việc của mình theo đúng chuyên ngành, phân công và cái chuyên môn chuyên ngành được đào tạo của giáo viên. Từ đó thì cũng là làm tốt cái công tác bổ dưỡng về đội ngũ, đặc biệt là cái công tác nâng cao trình độ tay nghề và cái công tác bổ dưỡng đội ngũ một cách thường xuyên. Tâm huyết với công việc, thân thiện gắn bó với đồng nghiệp, thầy giáo Tạ Đa Kế đã đưa chất lượng giáo dục của trường Trung học cơ sở Quang Sơn ngày càng nâng lên. Trường đạt danh hiệu tập thể lao động tiên tiến 8 năm liên tục và 3 năm liền đạt tập thể lao động xuất sắc. Riêng bản thân thầy giáo Tạ Đa Kế 5 năm liên tục là chiến sĩ thi đua cơ sở. Năm 2014 được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng bằng khen. Trong những năm qua, phong trào thể dục thể thao quần chúng luôn được huyện Tam Đảo quan tâm gắn với cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và phong trào thi đua khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Phong trào này đã thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia. Phản ánh của Đài Truyền thanh huyện Tam Đảo. Mỗi năm huyện Tam Đảo tổ chức từ 4 đến 5 giải thể thao quần chúng với các bộ môn cầu lông, bóng chuyền, bóng đá, bóng bàn và các môn thể thao dân tộc như đẩy gậy, kéo co. Mỗi giải đấu đều thu hút được đông đảo các vận động viên tham gia. Tại Đại hội Thể dục Thể thao huyện Tam Đảo lần thứ 3 năm 2013, có sự tham gia của gần 600 vận động viên đến từ 9 xã thị trấn, tranh tài ở 6 bộ môn thi đấu. Sự thành công của đại hội cho thấy sự phát triển lớn mạnh của phong trào thể dục thể thao quần chúng tại cơ sở. Tiền huyện hiện có trên 20 câu lạc bộ thể thao tại các thôn, xã, cơ quan đơn vị được duy trì và hoạt động tích cực. Cơ sở hạ tầng, vật chất cũng không ngừng được nâng lên. Trên địa bàn huyện hiện có 10 sân bóng đá quy mô nhỏ, 37 sân bóng chuyền, 51 sân cầu lông, 4 sân patinh, 3 bể bơi. Riêng năm 2014, huyện đã xây dựng và hoàn thiện 9 sân thể thao để phục vụ phong trào tập luyện thể dục thể thao của nhân dân. Các thôn xã đều đã có nhà văn hóa để nhân dân tham gia tập luyện thể dục thể thao.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng huyện Tam Đảo những năm qua luôn được nhận được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo của huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện, các cấp, các ngành, nên phong trào thể dục thể thao phát triển đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực. Cụ thể là cái số người tham gia các môn thể thao thì ngày càng đông. Hiện nay trên đoàn huyện Tam Đảo thì tỷ lệ tương đương với 21%. Cơ sở vật chất thì được tăng cường, sân thể thao đơn giản thì được xây dựng kiên cố. Tuy nhiên, tại một số khu vực nông thôn do điều kiện kinh tế, địa hình khó khăn, cơ sở vật chất còn hạn chế, nên các hoạt động thể dục thể thao chưa được tổ chức thường xuyên. Trong thời gian tới thì huyện ủy, ủy ban nhân dân huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo. Các cấp các ngành từ huyện đến cơ sở sẽ tập trung triển khai thực hiện để phong trào thể dục thao trên huyện phát triển sâu rộng hơn nữa. Cụ thể là đầu tư hoàn thiện sân trung tâm văn hóa thể thao của huyện và trung tâm văn hóa của các xã thị trấn, đầu tư về cơ sở vật chất như là sân thể thao đơn giản của các thôn, tạo thành một hệ thống đồng bộ từ huyện đến cơ sở. Để phát triển hơn nữa, các phong trào thể dục thể thao quần chúng huyện Tam Đảo đang tích cực thực hiện công tác tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại, củng cố và xây dựng phong trào thể thao ở cơ sở, khôi phục và phát triển các môn thể thao dân tộc, nâng cao chất lượng các giải đấu, qua đó tìm kiếm những hạt nhân tham gia vào các đội tuyển thi đấu tại các giải chuyên nghiệp. Huyện cũng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân an tâm lập dự án, tham gia đầu tư cơ sở vật chất thể thao ngoài công lập nhằm tạo sân chơi bổ ích, thu hút đông đảo tầng lớp nhân dân tham gia. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình thời sự cấp huyện của Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Phúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái chào tạm biệt.